Thợ xây thời 5.0 đây rồi. Giờ đấy. Nhà sang ông Ngô La này học về nghề phụ vữa. Đâu xây luôn đi, thợ xây luôn rồi. Đây gọi là xây à? Thợ xây luôn rồi. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Khánh Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Và quý vị khán giả có thể thấy ạ, tất cả các anh chị Mạnh Thường Quân cùng team Huy Khánh, tất cả mọi người cùng với cả bà con bản làng Đề Dê Dù là xây cái bể là gần hoàn thành rồi. Là còn mấy hàng nữa thôi. Mấy hàng nữa thôi thì hết gạch thì là mọi người thì lát nữa Khánh lại cho đóng gạch. Quý vị khán giả nhìn cái bể nước sạch của bà con có đẹp không ạ? Và đây là Mạnh Thường Quân đến từ nước Đức. Hôm nay làm thợ xây. Chị Thư Sơn chào khán giả. Chào mọi người ạ. Ok anh Tường. Đây, đây cũng Mạnh Thường Quân đến từ Đức đây ạ. Chào anh Khánh. Còn xa xa kia là bạn Bi đến từ Mỹ ạ. Tất cả là thành thợ xây hết rồi. Mọi người được trải nghiệm và ở gần chú Vũ là em Tú Anh là cũng cầm bàn xoa là cũng giải vữa. Đây là trải nghiệm ngoài này, từ những đất nước phát triển sang châu Phi này. Sau này về là biết đi xây hết. Sau này không thất nghiệp đúng không? Không thất nghiệp được. Khánh với chú để vừa mới xây giếng ở dưới kia thì là cũng gọn gàng rồi. Thì là bây giờ là Khánh đi xuống dưới giếng là Khánh quay cho mọi người xem là cái giếng là xây lên được 4 hàng. Thì là để cho nó cứng, xong là để hôm sau là mình lại xây tiếp. Đây là cái vị trí của giếng của cái bản Đề Dê Dù là ở vị trí này. Đây ạ, quý vị khán giả có thể nhìn giếng ạ. Hàng chân với cả lên được thêm 3 hàng nữa. Thì là bây giờ là Khánh cứ vứt để đây thôi. Còn đợi xây được tầm khoảng 2 mét thì bắt đầu là để cứng, xong bắt đầu mình mới để cứng 1-2 hôm 3 hôm xong bắt đầu mình mới hạ cốt. Hạ cốt xong bắt đầu mình lại xây tiếp lên. Cái vị trí thành giếng này thì là rất là sâu. Bởi vì cái này nó ở tầm khoảng cách cái rãnh suối kia là mấy chục mét. Nó ở cái vị trí này. Nên là tại sao mà đào sâu từ đấy dưới kia nó rơi vào tầm khoảng 2 mét rưỡi. Nên rất nhiều đất. Còn không biết là cái bản này là khi mà Khánh hạ cốt giếng là có gặp đá không. Hy vọng rằng là đã không gặp quá trở ngại khó khăn ấy, thì sẽ hạ được cái cốt giếng thành công cho mọi người. Còn công việc bản làng 16 hộ thì là vẫn Khánh vẫn sắp xếp. Nên Khánh với chú sẽ tranh thủ đảo đi đảo lại. Trong thời gian này là quý vị khán giả là xem video là Khánh cứ chạy khắp nơi, vừa là hỗ trợ bà con bán hoa hồng, vừa là hỗ trợ dự án nước sạch. Trong thời gian là 3 tuần Mạnh Thường Quân có mặt tại Angola để đồng hành cùng với team Huy Khánh làm dự án nước sạch, thì là quý vị khán giả xem video thì là ủng hộ Huy Khánh cùng tất cả mọi người nhé. Đặc biệt nhất là quý vị khán giả ủng hộ tất cả các Mạnh Thường Quân ở nơi xa đã đến đây ạ. Khánh là chủ nhà nè, sẽ luôn luôn và tiếp khách làm sao mà rất là chu toàn, và hy vọng rằng là sau này sẽ có vinh dự là tiếp tục đón tiếp tất cả các Mạnh Thường Quân tiếp theo. Thì chào mừng mọi người đến với Angola, châu Phi. Đến Angola không những được trải nghiệm học nghề. Amigo, fala xin chào. Xin chào. Xin chào. Amiga, fala xin chào. Philip, fala xin chào. 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 Thế về nhà, khi nào mà về Mỹ thì nhớ quay lại những cái clip như này để quay lại cái kênh của anh để mà xem cày thật nhiều view nhá. Đấy nhớ lại cái cảnh này này, đấy đang đẽo gạch. Một cô gái đến từ nước Mỹ. Thế này giờ thả ra là anh Cường xây ngon đấy nhỉ? Đúng không? À, anh Cường nhìn lúi húi bên trong à? À đấy, từ đấy giờ giới thiệu hết mọi người.
quên luôn quên nhà. Hôm nay ngồi tụt ở trong vẻ này. Anh Quỳnh anh có 72 khớp xương. Bây giờ là anh Quỳnh đang đi vít các mạch vữa và cắt cho nó sạch sẽ. Là bể nước mình phải sạch sẽ này để chống rò. Cái gạch này thì nào, gạch này rất là may là mình mới đóng nên là cũng không phải ngâm nước này, thôi nhá. Gạch rất là ẩm, xây chuẩn luôn đấy. Và khi mình xây xong được mấy hàng rồi mình quay lại vít vữa vẫn thoải mái. Anh Quỳnh nhá. Vít này đẹp. Vâng. Anh thấy gạch này ẩm là dễ vỡ, không biết sao nhỉ? Không vấn đề gì. Cái gạch này là khi mà xây vào rồi nó có mạch vữa và mình sẽ bảo dưỡng anh nhá. Quá chắc luôn. Vâng. Đây là gạch bê tông mà anh. Đây là cái bể với cả cái giếng này là em với chú là xây ở bản làng Hoa Hồng rồi, ở cái ngôi làng Việt Nam ấy. Đấy, bì cũng chít vữa ngon luôn đi. Kiếm tiền được rồi. Đợt tới này về Mỹ này nhớ này gọi điện sang cho anh em này thi thoảng ngắm giếng ngắm bể nhá. Chắc khi là về lại Mỹ kiếm vài trong tình để làm thôi. Dạ. Xem nào, xem vữa nào. Anh Quỳnh ơi, em hất những cái này vào trong cho anh nhé. Hất những cái chi thừa ấy, được không? Cho đủ rồi. À, trong đủ. Bố mẹ anh Quỳnh là vít vữa dùng xoay lốt cho này nhá. Để con chạy lên trên kia để con xem người ta đóng gạch như nào nhá. Xong là con bảo cái xe của bạn ấy quay lại đón nhá. Vâng. Với cả lụt đi xe để đi xem việc đúng không? Vâng. Thôi bây giờ là Khánh cùng với cả tất cả các mạnh thường quân lại di chuyển tiếp tục sang bản khác. Thì là hẹn gặp lại quý vị khán giả vào bản tiếp theo. Xin chào. Thì bây giờ là quý Khánh là cũng cùng với đoàn là vừa mới đến bản làng bản 40. Thì là ở đây thì mới hoàn thành được cái đế của bể lọc nước sạch. Thì là để cho nó cứng 1-2 hôm thì là Khánh bắt đầu là xây lên. Còn bên này thì là cũng tranh thủ là anh em thợ cùng với bà con là cũng là đổ lắp bể luôn. Đổ sẵn lắp bể ở đây luôn. Là đến khi nào mình xây bể xong và mình chát xong là có lắp bể nó đậy lên trên luôn. Buen día, amigo. Bonito, à. Còn đây thì quý vị khán giả có thể xem ạ. Tạm vâng. Aquí. Ở cái giếng này thì là tất cả các thành giếng thì mình chỉ xây được lên là 4 hàng thôi. Aquí no tengo problema, aquí bye, sa. Aquí bye, sa. Aquí no fica aquí. ¿Entendés? ¿Reboca? Sí, aquí fai fundo. Aquí fai fundo. ¿Entendés? Bye, sa, 4, 5 metros. ¿Entendés? ¿Conseguí hacer cochise de donde así? Es fácil, es rápido. Isso é rápido. Tá bom, depois você faz aí ali, hein? Yeah. Ali, hein? Ali eu tenho largo bem grande, água. Largo, né? Já depois fazer cavar, depois cortar e subir. Yeah. Tá bom? Bạn bảo là cái chỗ ở khu gần nhà bạn đấy là cũng có cái con sông nhỏ chạy qua rồi thì về sau này bạn ấy cũng sẽ làm cái giếng như này. Bạn mà bạn xây được, bạn nhìn là bạn xây được. Bravo. Tạ vâng, đấy nếu phải có cái người mà phải có cái như thế cơ. Đấy, phải thông minh như thế thì người ta mới phát triển được. Thì những người khác cũng sẽ được nhờ ở những cái giếng mà có thể là bạn sau này có xây. Dù xây không đẹp được như người Việt nhưng cũng là cái giếng khơi, cái giếng đào. Nên là quý vị khán giả có thể nghe bạn thanh niên là bạn ấy vừa nói đấy, nhà bạn ấy có con sông. Và bạn sau này bạn ấy cũng sẽ xây một cái giếng như này, rất tuyệt vời. Bây giờ thì cái giếng này thì là, đây là hiện tại đang để khô 1-2 hôm. Rồi là Khánh sẽ cho xây lên tầm khoảng 4 hàng nữa. Nó cao tầm khoảng 2 mét. Xong lại phơi 1-2 hôm bắt đầu mình mới đánh thụt. Thì là hàng ngày là Khánh tranh thủ chạy qua các bản làng. Đây là bản 40. Amigo. Được rồi, cô Chi á. Tạm không? Chị Từ Sơn thế nào? Đẹp mà. Thật quá. Chỗ này đẹp. Vâng, ở dưới đây thì đúng cái vị trí có cả gốc cây các thứ luôn nhỉ, đẹp. Bể xây trên này. Vâng, bể gần này luôn thì mọi người ấy nước từ đây ra luôn là rất là tuyệt vời. Ngồi vài cái hàng ghế ở đây nhé, mọi người lấy mệt, mọi người ngồi nghỉ. Đúng rồi. Vâng, sau này mà xây xong thì là mình sẽ cho người ta lấp hết đất ở đây.
Nó biết đây, đây để người ta đi lại cho nó dễ dàng. Đâu ở đây, vâng, ở đây mà bể nước sạch với cả giếng đây thì rất là đông người đến đây lấy nước. Rất là đông người đến đây lấy nước cơ. Có một cái lạ là tự nhiên cảm giác là cái luồng gió ở đây rất là mát. Đúng rồi, kiểu hút gió đúng không? Rất mát luôn đúng không? Phong thủy. Người ta bảo cây đa giếng nước đến đây gọi là cây gì? Hả chị? Si à? Có phải cái si không? Không phải đâu. Quả đấy này, quả nhỏ nhỏ đây. Không phải cái si. Aki Arvuke, baba. Aki Arvuke, amigo. Mutamba. Mutamba. Cây Mutamba. Depois, amigo irmão. Vem, depois cochi, hả? À tarde. Mestre no... Mestre vi. Mestre vi, à tarde. Ok? Tá bom. Đây là quả dưa đấy anh ạ. Chị ạ, dưa này ăn được đấy. Em ăn đi. Quả này ăn được luôn đấy. Nó giống quả dưa chuột mà. Ừ. Ăn được luôn á. Vâng, ăn được luôn mà. Amigo, isso bữa cú mè đấy. Pepino. Pepino. Đây là hạt dưa chuột. Đấy. Dưa chuột luôn này. Dưa gai. Amigo, cú mè dưa gai. Ừ, tá bom. Esse aqui não. Hả? So is. Hả? Mùi từ ngon, ngon. Tá bom. Bom. Tá bom. É doce. Doce, né? Yeah. Esse, saúde. Yeah. Đây là dưa chuột, nó giống kiểu giống dưa chuột, nó giống dưa gai. Đấy bạn ấy ăn này. Anh Khánh vài bữa mà bỏ một cái bàn ở đây xong anh Khánh ngồi có cái bảng, anh Khánh dạy cho người làm. Nhân quả. Nhân quả. Ừ. Nhân quả làm giếng là cái gì? Vậy anh tưởng tượng là hình ảnh của em là ngồi chỉ cho nói cho mọi người biết là nhân quả. Mình ngồi đây nói chuyện thôi. Ví dụ như không phí nước thì mình làm sao? Thì sao mà các bạn nghèo? Vâng. Nói chung là khi mà mình đã có gọi là có giếng nước, có bể nước sạch ở đây rồi thì thi thoảng mình nói chung là đi công việc ở đâu mà mình lại ghé qua bản, mình giao lưu với bà con một chút, có thể là ngồi nói chuyện với mọi người tâm sự cuộc sống rất hay. Dạ, rất hay. Mà sau này chắc chắn ở đây sẽ rôm rả rồi, bởi vì mọi người là sẽ tập trung nhau hết xuống đây lấy nước mà. Vâng, xuống đây lấy nước thì lúc nào bản đông người như này, có thể mạn kia thì người ta lại xây giếng bên kia. Những cái riêng cái mạn bên này thì chắc là rất nhiều người đến đây, từ trẻ con đến người lớn đến đây lấy nước. Tôi hy vọng rằng là trong quá trình là cứ hàng ngày là như vậy, từ sáng đến giờ thì là Khánh đi qua cái bản Đề Dê Dù và cũng đưa Mạnh Thường Quân là tiếp tục là lên bản 40. Các anh chị Mạnh Thường Quân là tiếp tục là xuống đến bản này tên là gì nhỉ? Nó dài nhỉ? Kumtu Aki Komrida di Nomike. Kutimango. Kutimango nè. Kutimango. Thì đây là ba mấy cả cái chú này thì là mọi người mới cuốc được cái hố đất để làm giếng. Thì là Khánh thấy cái giếng này nó hơi bé. Ba, đây đây tá, ông men tá, Aki, Aki tao mày nhá, Aki tao mày, tao bông, áp đi garan để, quan đủ, Martin, của Việt Nam ta để xe. Cùng tôi được ba, của chị bên thành mát xa thành block của lãnh bài xuống. À của bị kẹt nó thành cô một DB của chị. Tao không? Đây Khánh bảo mọi người là quốc rộng ra. Martina ra bẹ ăn thì cà ra bên xả. Tang ký nước pha ra mai nhanh xì mà. Tang ký pha ra kỳ. Bút ghế. Tang ký pha ra kỳ. Bút ghế quan được tira agua ký. Mẹ tê. Tang ký. Aki bolo xì mù. Sai agua limbu tao mấy. Vai. Entendeu? Okay. Assim, bonito. Okay. Não muito, não não muito cansado. Lá não, é aqui já. Sim, aqui. Depois, Martin conversar com o chefe Suzana. Ok, com o treinador, né? Sim, o chefe Suzana não está. Está no... Cassito, né? Cassito. Okay. Vai chegar hoje. Também, depois, babá pode falar. Martin está a falar. Depois, fazer tanque aqui. Sim. Fazer tanque aqui demora por 100 anos. Ok. Entendeu? Sim. Fazer lá em cima. Bốt để bê số so tira agua aqui, yeah. Não quer meter tanque. Isso é um problema. Tanque aqui, tira, bao đi. Mete, sai agua limpo. Leva, como é? Tá bom? Ok. Quando agua aqui, sai igual a 3 casas. Desde 6 casas, mas tentava ajudar ali. Agua muito limpo. Admitador, admitação.
ra vai về ra bê bê tu bông. Ok aki cùng đi ra đi để bôi nâu nâu mùi từ bruk ba agua libu. Ok tao bông á tu đủ tiêu ba ba limba aki đi đây ta. Ok ca vá oiz mây mù ca vá limba tu đã aki limba area mete aki ra area berita mete aki ra. Boloku continuo fazer, fala tudo zo vivi, fazer rápido, amanhã vida me tá vi. Ok? Ok. Sim. Tudo assim, já? Tá bom. Mais uma semana de dia tá em água limpo aqui. Thế giờ là quý vị khán giả đi qua đi cùng với Huy Khánh là xem cái chỗ mà các ba ba mấy chú là đang đóng gạch ở trên kia. Thì Khánh vừa đi một mạch là từ trên đấy xuống dưới đây. Thì giờ đi qua chỗ xem là mọi người đóng gạch nha, xem đóng được nhiều chưa? Bởi vì vật liệu cũng mới chuyển được về đến đây. Phải sẽ rápido đúng không? Dạ, rápido. Bởi kế, để mô ra, bà tử đô sẽ đô nâu tên tên bố. Ok. Em thấy đấy? Được. Mà tí tâm anh nâu tên tên bố với ai kia dù đã mùi tố. Ok. Em thấy đấy? Được. Ôi dưới, cùng bà tử đô sô bắt xa vai về. Được. Chị ơi! Đi đến đây nhá, cẩn thận ông lạc nhá. Cánh bỏ các anh chị Mạnh Thường Quân là đi lơi lên đây không hề. Này lạc tí đi, mỗi người một lơi. Bán này rộng. Đây quý vị khán giả có thể nhìn ạ. Xung quanh này bà con là toàn nhà đắp đất rồi ạ. Ở phía xa xa kia thì cũng có rất nhiều cây chuối và tất cả các bụi. Nhưng có nghĩa là mọi người cứ để mọc dại đấy. Không. Dạ? Quả mướp cứ già rồi. To đúng cứ già rồi. Vâng. Mướp người ta không ăn đâu. Mướp người ta không ăn. Không ăn. Ba ba, đi xuống. Sí. Ba, tira dù đó. Chị Từ Sơn, bà con không ăn mướp, cứ để già xong là để làm cái cọ lồi, cọ rửa bát nên là chị Từ Sơn bảo ba ba là vặt cho xin quả mướp để về ăn. Vâng. Hoa chuối bên này người ta cũng không ăn, ở bán hoa hồng thế. Hoa chuối toàn vứt đi thôi. Bên này mọi người không biết ăn đâu. Đây để Khánh ra đây quay cho quý vị khán giả xem này. Người dân ở đây để rất là lãng phí luôn. Mướp không ăn, hoa chuối không ăn. Thì trong thời gian nằm giếng ở đây thì nhà Khánh sẽ hướng dẫn cho bà con. Đây là mọi người có thể nhìn này, đây mướp người ta toàn để ra để lấy làm cái sơ để rửa bát thôi. Sơ rửa bát rửa đĩa thôi chứ người ta không ăn đâu. Đây này, người ta cứ để ra thôi. Rất là lãng phí. Kể cả hoa chuối nhá, đây này, hoa chuối nhá. Hoa chuối này người ta cũng để rụng vứt đi đấy, anh cứ nhìn này. Anh nhìn này, rụng này, người ta để rụng đây vứt đi đấy. Có ăn đâu mà. Nên là ở bán, đợt trước ở bán hoa hồng em cũng hướng dẫn cho mọi người ăn đấy chứ. Rất nhiều hoa chuối luôn nhưng người ta không ăn. Người ta cứ vặt vứt ra chỗ rác kìa. Vâng. Nếu bao nhiêu đồ ăn ngon nhưng người ta có biết ăn đâu. Nên là không có thời gian đâu chứ có thời gian thì mà phổ cập được những cái đồ ăn uống mà từ vậy là những cái cây chuối này rất là tuyệt vời, cây mướp quá dại. Nhiều, quá nhiều quá nhiều đồ ăn ngon đấy chứ không phải không có đâu. Cảm ơn. Obrigado ba ba. Thì là Khánh cùng với các cả anh chị Mạnh Thường Quân là bà con bán là cho hoa chuối với cả cho quả mướp. Chiều nay có đồ để nấu ăn. Mời quý vị khán giả cùng ăn hoa chuối với cả tất cả các anh chị Mạnh Thường Quân nhá. Sẽ làm nộm hoa chuối đúng không nhỉ? Canh mướp nộm hoa chuối. Được quả chuối có đủ bữa. Hy vọng là tối nay sẽ có bữa ăn ngon. Vâng, rất là ok. Chị Từ Sơn. Này anh chị em mình ra xem gạch xem bà con đóng được nhiều chưa. Rồi anh em chị em mình lại đi di chuyển tiếp. Đẩy. Thì bà con đóng tít ở trên đóng gạch tít ở trên kia. Đây chị không đấy là vừa anh nhìn đi để già đi quan đâu phí rất lãng phí luôn kìa ở dưới suối kìa đây mọc đầy dại người ta không ăn luôn đi rất phí. Còn cái cây này nó lúc vậy là cái cây này là người ta bảo cây mu tam bà người ta bà con bản bảo là cái cây này là trồng là để là chữa rắn cắn đấy lúc vậy Khánh cùng với các anh chị đi qua thì có hỏi bà con là mọi người bảo là
chứa rắn cắn này. Đang có những phương thuốc cổ truyền. Vâng. Đây. Xem đóng, bà con đóng được bao nhiêu viên rồi. Mười ba sáu năm 120, 240, 250. Thế này thì mới được có tầm khoảng 220 thôi. Mới được 220 viên. Còn 6 lần như thế này nữa, vỡ hết một, này. 1600 viên. 1600 viên. Ba ba. Aki. Nó tao bông. Internet nó tao bông. Internet nó tao bông. Brasa quadra đúng không? Asi. Asi. Ok. Phá ra bệnh nhá. Bà ti asi nó tao bông. Mẹ tê bệnh. Bà tê, bà tê, bà tê. Ok. Phá xe bay nhá. Ok. Agora Martin sai. Yeah. Amanhã. Yeah. Baba. Chào. Chào. Chào baba. Bây giờ mình đi đâu anh? Bây giờ tiếp tục là lên trên bản xe ghê rùa trên này. Thế, và mọi người vẫn đang đóng gạch ở trên đấy thì bây giờ mình lên đấy. Thì là hẹn gặp tiếp tục hẹn gặp quý vị khán giả ở bản tiếp theo. Hôm nay là cả đoàn đi vi hành một lượt xong rồi để dạ, từ hôm sau mình sắp xếp công việc. Hôm nay đi cảm thấy rất là vui bởi vì thấy cái tiến độ cảm giác là rất là trôi chảy. Rất là tuyệt vời. Hôm nay là bữa ăn ngon rồi nha nhá. Hôm sau sang xin điện thoại cho đối tượng về. Hôm nay thiết kế làm 20 cân. Vâng vâng, ok ok. Tiến sĩ cùng hết đây. Bây giờ là Khánh này trở về bản 16 hộ thì lại lên tất cả các góc tường cho bà con. Thì là Khánh cứ chạy đi chạy lại thì là sắp xếp thì chú Si Cù với tất cả mọi người là láng lèn ngon lành rồi. Và bây giờ là Khánh đặt gạch cho mọi người. Đo kích thước chuẩn của nhà. Ok, thì Si Cù phê xa. Mẹ tay mát xa kì, mẹ tay, mẹ tay. Ok. Tà bò, mẹ tê. Ok. Phê xa. Sau này, đợt này Khánh bận là công việc là cứ chạy đi chạy lại thôi. Với chú. Ở kia thì mọi người cũng xây đến bằng sang rồi, đây thì hai cái lèn này bà con nấp đất mất 2 buổi 3 buổi vì cái lèn này nó cao mấy chục khối đất. Ok Aki Masa phi 8 mét rồi đó. Đấy cái đo kích thước chuẩn xong là mọi người ở đây xây ngày nào cũng chả chạy qua đây. Mạnh Thường Quân ở xa đến nè, Khánh là chủ nhà nên là tiếp đón mọi người làm sao cho nó chu toàn. Ok một lúc mà tìm mi đi đá bên để bôi cột chi bên nhá. Ok phê xa mắt ra. Nên là quý vị khán giả là cứ yên tâm là dự án nhà làng Việt Nam là dự án trọng điểm của Huy Khánh nên là Khánh luôn luôn là phải là lưu tâm hàng đầu. Còn dự án nước sạch là Khánh hỗ trợ cho Mạnh Thường Quân, đồng hành cùng với Mạnh Thường Quân để thực hiện dự án nước sạch. Ok, Masa, Fesa. Ok. Ok. Fita, Fita. Fita metodo. Okay.
Vâng ra kia, vâng, vâng ra kia. Móng thánh ke vuông rồi nên là làm rất là nhàn. Ngon. 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 Ok, violin. Mẹ tê bỏ lúc của Kim Mê à? Bỏ lúc của Kim Mê à? Thì xin cô. Ok. À kia con tí luôn. Nào nào, ăn đi. Ok, vâng vâng vâng. Vậy đi. Ali. Vậy vậy ok 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 ok. Đã? Dạ. Dạ. Đúng không? Tí phía xa. Phía xa á? 4m1. Ok, con tự lo kì. Ngon. 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 Aki, con tí luôn. Đây đi. Con tí luôn. Vậy là. Mà tới Aki. Mẹ tê bay nhá. Mẹ tê bay. Ok. Bay đi. Ngon. 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 Mẹ tê aki. Bloco. Làm tí bồ mù á. Ok. Loco. Por loco, por loco. Así, vas a estar bueno, ¿eh? Sí. Ok, vale. Ok.
dentro. Este. Acá. Um meia, tá bom? É um maluco. É um maluco. Ok. Mas tem um fio aqui, já velho, tá bom ou não bom? Yeah. Mas tem um fio comprido, velho. Deixa eu ver aqui. Dạ tudo bom, tá bonito quá. Cái sigo. Dạ Khánh vừa lên cho mọi người là xong tất cả các kích thước, các cửa giả, các phòng ốc rồi. Thì quý vị khán giả đó, dạo này là Khánh công việc rất là bận bởi vì còn phải dẫn đoàn, nên là tranh thủ thời gian là lên các góc cạnh cho bà con để làm sao là mọi người ở đây có thể là tự là làm được. Khánh vẫn đảm bảo làm sao là kích thước cho đẹp là được. Đây phòng khách, nhà vệ sinh, rồi nhà bếp với phòng ngủ là ngon lành hết rồi. À ok, ok đúng rồi. Cái mặt nhà này là quay về hướng đây. Mama, aqui casa olha aqui, á. Thế sigo mete fio. Mete fio à. Thì là từ sáng giờ Khánh dẫn đoàn rồi là xây bể, xây giếng cho bà con là chạy cả một cái trục đường này, mấy chục cây số thì là các bác, cô, chú, anh chị là xem clip ngày hôm nay thì thấy clip của Huy Khánh là hay và ý nghĩa thì ủng hộ Huy Khánh cùng tất cả các bà con xã U Quờ và đặc biệt là bản làng Hoa Hồng, bản làng 16 hộ, ngôi làng Việt Nam. Thì là một người ủng hộ Huy Khánh là cho Huy Khánh là một đợt like, một đợt share và một đợt đăng ký kênh Huy Khánh Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Còn bây giờ thì là Khánh để cho mọi người là nghỉ ngơi ăn khúc mía. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo. Xin chào. Xin chào. Tạm biệt, phát ra bay nhá. Ok, mình tới phiêu. Thì xin cô.